hai đối tượng giả danh công an dùng hung khí cướp tài sản. Cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi giả danh công an dùng hung khí để cướp tài sản. Ngày 16 tháng 1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng có hành vi cướp tài sản. Đây là hai đối tượng có hành vi giả danh công an dùng hung khí khống chế một người dân cướp dây chuyền vàng. Trước đó, ngày 5 tháng 1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp nhận tin báo của anh Trần Hoàng Hiệp, 21 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột về việc anh này bị hai đối tượng đe dọa, cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Hiệp đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ Ia Cao, xã Ia Cao, thành phố Buôn Ma Thuột thì bị hai đối tượng đến tự xưng là công an rồi khống chế ép anh lên xe máy trở về trụ sở làm việc. Sau khi trở đi được khoảng 2 km vào đường dãy cà phê vắng người, đối tượng ngồi sau đã rút cây kéo nhọn khống chế và cướp sợi dây chuyền của anh Hiệp đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát. Qua điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ, bắt giữ hai đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tận trên. Danh tính các đối tượng gồm Phan Ngọc Vũ, 40 tuổi, trú tại phường Tự An và Vũ Thanh Hổ, 39 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó, Vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai nghiện ma túy và quen biết nhau khoảng 10 năm nay. Ngày 5 tháng 1, vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên Vũ đã thủ sẵn cây kéo rồi đến nhà rủ Hổ, đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt. Sau khi cướp được sợi dây chuyền, cả hai mang đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bán được hơn 7 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm hai đối tượng theo quy định của pháp luật.